Chào tất cả các bạn, có một khách hàng mua xe chỗ khác nhưng mà gọi điện nhắn tin năn nỉ thấy lớn là chỉ dùm cái cách chỉnh loa trên xe Vios này. Anh ta năn nỉ cách thiết tha thì hôm nay mới rảnh làm để phục vụ. Mình nghĩ một người hỏi thì sẽ có nhiều người mà không biết, cho nên làm để phục vụ cộng đồng. Trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua xe nhớ ủng hộ trực tiếp Thái Lớn nhé. Đừng mua xe người khác xong rồi gãi hỏi Thái Lớn. Rồi các bạn xem nè. Chỉnh loa trên xe Vios là một chủ đề mà mình nghĩ ít người quan tâm. Và nếu mà các bạn biết thì cũng có cái hay của nó. Tại sao anh chàng này lại đi hỏi cái câu hỏi này? Các bạn cùng xem khi mình chỉnh thì mình được cái gì? Rồi. Mình mở nguồn lên ha các bạn ha. Rồi. Mình nhấn vô cài đặt. Có nút cài đặt nè, giống như trên điện thoại vậy nè, cài đặt. Rồi. Vô function. Function là chức năng, này là âm thanh nè, sound là âm thanh nè. Rồi. Cái thứ ba nữa mình bấm này một cái, bấm enter này một cái, enter. Rồi. Xong sau đó mình dặn bass nè, treble nè, đây tới fader, cái này là tới fader. Thì cái vấn đề là nó đang nằm ở cái mình cần là nó đang nằm trong cái fader. Rồi cái hai nó nằm trong cái ba lăng. Các bạn cần quan tâm hai cái này thôi. Các bạn chỉ cần quan tâm hai cái này thôi. Rồi. Thế thì fader là gì, ba lăng là gì? Mình vô đi ha. Rồi. Đầu tiên là mình vô cái fader trước, bạn thấy không? Fader. Rồi, bấm enter. Rồi. Rồi. Ở đây các bạn thấy BOS nó nằm số 0 ha. Rồi, các bạn nhớ ha. Và bây giờ quan sát cái tay của Thái, dặn cái nút này về bên phải thì nó sẽ là cái gì? Và dặn bên trái nó sẽ là cái gì? Số 0 này sẽ thay đổi. Đây các bạn xem. Dặn về bên phải F1 nè, F2 nè, F3, F4 hết mức luôn. F10, F15 là hết, đúng không ạ? Thì F là viết tắt của chữ front, tức là như khi mình để như thế này thì trong trạng thái fader mình để F mà mình dặn hết về bên phải thì tức là chữ F này là front, viết tắt của chữ front là phía trước, tức là nó chỉ hát hai cái lo phía trước thôi. Hoặc là nếu như xe này 6 lo thì nó là hai cái lo phía trước cộng với hai cái lo trep. Rồi. Mình đưa nó về không, tức là nó hát cân bằng giữa trước và sau. Rồi. Mình dặn hết về bên trái là rear, R là rear chứ không phải là right nha các bạn, không phải là right, là rear là phía sau. Là phía sau thì nó hát hai cái lo phía sau thôi. Rồi. Như vậy với fader tức là bạn di chuyển, bạn chỉ cho hát hai cái lo phía trước không, hoặc hai cái lo phía sau không, hoặc bạn có thể cho nó cân bằng, ví dụ 60% âm thanh là phía trước, 40% âm thanh là phía sau, hoặc ngược lại mình có thể chỉnh được. Và cái vùng của nó thì như các bạn thấy bằng những con số, R15 là về hết về phía sau, F15 là về hết về phía trước. Các bạn thấy rõ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ba lăng là gì. Tiếp tục chúng ta bấm nút quay lại ha. Fader bấm nút quay lại là cái nút này nó xài chung với nút số 3, mình bấm phím số 3. Rồi chúng ta dặn ba lăng. Chúng ta thấy chữ ba lăng là cái chúng ta cần. Các bạn thấy chữ, nhìn kỹ chữ ba lăng này chưa? Rồi quay cho các bạn nhìn cho kỹ. Rồi ba lăng. Rồi. Ba lăng setting tức là mình nhấn enter. Rồi. Enter. Rồi. Nó cũng tương tự vậy, trong cái vùng này là mình chỉ chỉnh về ba lăng thôi. Ba lăng thì là mình chỉnh về bên trái hoặc bên phải. Ví dụ giờ mình xoay hết về bên phải thì nó R cũng là R nhưng mà chỉ là viết tắt của chữ right. Về hết về bên phải là 15, tức là hết về bên phải ha. Và hai cái lo bên trái là cánh bên trái là nó không hát. Rồi. Cái này là left ha, left là hết về bên trái, hai cái bên trái không hát. Rồi. Đó là cách chỉnh loa trên cái đầu CD. Hầu hết tất cả các đầu CD từ cổ chí kim trên xe hơi ha, không riêng gì Vios 2018 đều được trang bị cái tính năng ba lăng fader này. Và bây giờ Thái Lớn mời các bạn qua cái xe Toyota Vios G xem coi với cái đầu DVD thì chỉnh nó như thế nào, có hay không. Và đây Thái Lớn đang ngồi trên cái xe Toyota Vios G, ghế da, chìa khóa thông minh và đầu DVD. Chúng ta tiến hành cài đặt cái ba lăng fader cho chiếc này. Các bạn cùng xem một cách chậm rãi và cẩn thận nhé. Đây, đây chúng ta vô ngay cái nút cài đặt ha, cái bánh răng nè. Rồi, bấm vô một cái. Rồi. Ở đây có cả một cái danh sách, chúng ta sẽ trượt nó xuống. Ở đây chúng ta thấy có thanh trượt và dưới đây còn trống. Để cài đặt những cái phần khác ở trong máy. Tuy nhiên chúng ta chỉ quan tâm tới chỉnh loa theo yêu cầu của một cái fan này thì chúng ta nhìn vô ngay cái hình cái loa. Đây, có nhiều hình cái loa, bấm vô cái loa. Rồi. Trong cái loa cũng có nhiều cái thứ để cài đặt ha. Mà anh chỉ yêu cầu
chỉnh loa thì chúng ta vô đây, ba lăng folder đây. Rồi. Ở đây với cái đầu DVD thì nó có cái màn hình hiển thị cho nó nhìn nó rất là trực diện, nó rất là trực quan, dễ hình dung hơn. Các bạn thấy front nè, rear nè, right nè, left nè. Và như vậy thì với hàng này thì dễ, chúng ta có hai cách. Một là chúng dùng cái dấu mũi tên, ví dụ như ba lăng nè, ba lăng về bên phải nè, đúng không? Hay là ba lăng về bên trái nè, chỉnh ba lăng bên trái, này không, xong mình chỉnh tiếp. Cái này nó cũng lên, cái này thì nó lên tới số 25 thì do các cái cách tính của nó thôi. Hoặc là chúng ta nắm cái này chúng ta kéo, chúng ta kéo này, chúng ta kéo hết về phía trước nè, ví dụ folder nè, chúng ta kéo hết về phía trước, như vậy thì sẽ hát hết về phía trước. Và đây có dấu chấm, mình muốn mượn cái hình ảnh này để cho các bạn, thứ nhất là chỉ các bạn chỉnh loa trên đầu DVD, thứ hai là nhân tiện, nhân cơ hội trên cái màn hình này các bạn hình dung được ý nghĩa của cái việc người ta tạo ra cái ba lăng và folder. Trên xe của mình thì mình ngồi trong một cái không gian như một cái hộp, đúng không các bạn? Và người ta tinh tế đến mức độ là để cho cái âm thanh mình nghe được hay thì người ta thường chỉnh các loa, cái trọng tâm của âm thanh nó nằm ở chỗ nào. Thí dụ như mình đi đầy tải 5 người, 4 người và ai cũng muốn nghe nhạc, mình muốn tất cả mọi người đều nghe hay thì mình cho trọng tâm của âm thanh nó dồn về ngay chính giữa của cái hộp vuông vuông này, tức là ngay chính giữa của không gian nội thất xe. Và cái như vậy thì tất cả các loa đều hát như nhau, đúng không? Tất cả các loa đều hát như nhau. Trong một số tình huống, ví dụ như mình đi một mình muốn trọng tâm âm thanh nó dồn về phía trước thì mình hạn chế hát phía sau. Hoặc là trong tình huống ví dụ như mình chở ai đó, đúng không? Ví dụ mình đi 4 người, hai ông phía sau giờ ổng nhậu xong ổng xỉn rồi, ổng muốn ngủ, ổng buồn ngủ, ổng muốn ngủ, hay là vợ con mình ở phía sau người ta muốn ngủ. Đó, người ta không muốn ồn ào, mà mình thì lại muốn mình lái xe mà mình không ai nói chuyện, mình buồn ngủ, mình muốn lại nghe, nói chung mình có nhu cầu nghe, thì mình sẽ đưa âm thanh về phía trước, thì lúc đó mình sử dụng tính năng folder, mình đẩy hết về phía trước, đúng không? Đó. Như vậy các bạn, một lần nữa các bạn cùng xem trên cái màn hình này để hình dung lại những gì hay lớn vừa nói. Đây, ví dụ như bây giờ bên trái bên phải vậy đó, đưa này, đưa cái này lên đây, các bạn thấy nó chạy theo không? Đó, đưa hết về phía trước thì như vậy nó sẽ hát hai cái loa trước thôi, nó chỉ hát hai cái loa trước thôi. Còn mình bạn muốn quay về bình thường thì bạn đưa nó về đây, tất cả không không ở cái này rear, nó đang lệch về rear 2, mình chỉnh nó về không xíu, 1, rồi ok, cái này đang rear 1, mình chỉnh vào đây cái rồi, tất cả bốn cái này đều không hết và cái dấu chấm nằm ngay chính giữa thì trọng tâm nó về như cài đặt ban đầu của nhà máy. Tuy nhiên cái này là mình đang nói một chiều. Có một cái mình muốn nói với các bạn, đó là giống như là lợi bất cập hại, là nhiều khi không biết, có những người ta không biết, nó mua xe về nó mò, cuối cùng là người ta đưa nó lệch về một bên, nó lệch một bên, cuối cùng nó hát còn có lo, hát còn có một lo, hoặc là hát còn có hai lo, hoặc có một lo nào đó không hát, thì người ta gọi điện phản hồi liền, tại sao xe tôi mới mua, mới trong hãng còn hát đầy đủ hết mà bây giờ nó lại hát còn có một lo. Thì ví dụ đi, đó là do không biết, mình vô tình chỉnh vô ngay cái tính năng này, dẫn đến là nó sẽ tắt đi hết còn hát một lo. Ví dụ bây giờ hãy làm thử cho bạn xem. Rồi bắt đầu nha. Nếu như các bạn dồn hết về một góc như vậy thì rõ ràng vậy là nó còn hát một cái lo trước phải thôi nè, front là 22 luôn nè, right là 24 luôn nè, nó còn hát có đúng cái lo trước phải thôi, lên 25 hết luôn, hết mắt luôn, đây 25 là hết mắt luôn, đây 25 hết mắt luôn. Như vậy nó chỉ còn hát đúng một cái lo trước phải thôi các bạn. Như vậy nếu ai đó vô tình đã làm cho cái lo nó lệch đi, hoặc là các bạn phát hiện cái xe của bạn bị hát hai lo thôi, hoặc là hát không đủ tất cả các lo, thì các bạn biết cách, qua clip này các bạn cũng biết cách, các bạn vô các bạn chỉnh nó lại. Cảm ơn các bạn xem clip, hy vọng là cái clip này mình làm đúng ý với cái anh gì đó, anh yêu cầu, anh nhắn tin, anh yêu cầu mình về cách chỉnh loa. Và cũng nhân đây thì các bạn cũng gỡ rối được một số tình huống khi cái xe bạn mới mua về mà hát một loa hoặc hát hai loa. Nhân tiện đây Thái Lớn cũng muốn nhắc bạn, trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua xe, rất mong nhận được sự ủng hộ trực tiếp, mình nhắc lại là trực tiếp, Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn, các bạn như là Duy, Khoa, Hằng, Ngân và Vũ. Chúng em đã cũng sắp xếp dành hết nhiều thời gian để nỗ lực làm clip cho các bạn xem, và cũng mong bán được xe và có chỉ tiêu nếu như các bạn có nhu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại showroom Toyota An Thành, Fukushima. Các bạn đừng quên là tháng 11, tháng 12, 2018 có chương trình khuyến mãi lớn dành cho xe Toyota Vios. Các bạn hãy nhanh tay và liên hệ ngay nhé.